Ngày 8 tháng 1, ông Trần Đình Quang, trưởng công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết, sau 3 ngày mất tích, hiện cơ quan chức năng đã phối hợp cùng người nhà tìm thấy cháu Nguyễn Xuân Tê, 15 tuổi, chú thị trấn Nghèn, tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, chị Trần Thúy Hằng, chú tại khối 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đến cơ quan chức năng trình báo về vụ việc con trai chị là em Nguyễn Văn Tê mất liên lạc với gia đình 2 ngày sau khi xin phép bố mẹ đi học thêm môn tiếng Anh. Theo thông tin chị Hằng trình báo, ngày 6 tháng 1, em Tê có mang theo sách vở xin phép bố mẹ đi học thêm tiếng Anh tại một trung tâm trên địa bàn thị trấn và điều khiển xe đạp điện đi. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một cô giáo đang giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh gọi điện thông báo cho gia đình chị Hằng biết việc cháu không đến trung tâm và cũng không thông báo lại. Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm tại nhà những người thân và bạn bè nhưng không phát hiện tung tích của nam sinh này. Theo thông tin chị Hằng cung cấp, thời gian gần đây, em Thê có biểu hiện sa sút việc học và nghiện chơi điện tử. Có bỏ học đi chơi nên bị bố đánh. Trước khi mất liên lạc nhiều ngày, em Thê. Tuy nhiên, gia đình chị Hằng không phát hiện ở con trai có biểu hiện gì bất thường nên việc em đột nhiên mất liên lạc khiến gia đình lo lắng. Tìm kiếm con không thấy. Chị Hằng đưa thông tin lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Lần dò theo thông tin một số người cung cấp, cơ quan chức năng xác định nam sinh Tê đã bắt xe khách đi thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hằng nói, một người xe ôm nói đã nhìn thấy cháu với hình dáng và trang phục như thế bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình sau đó phối hợp cơ quan chức năng xác minh và nhờ người thân trong đó ra bến xe để đón và đã tìm thấy cháu. Theo ông Quang, nguyên nhân vụ việc có thể do các cháu vẫn còn đang tuổi chơi nên bỏ nhà đi chơi. Gia đình không thấy các cháu về nên làm đơn trình báo các cháu bị mất tích, ông Quang nói.